dấu ngoặc kép một La Mã công dụng dấu ngoặc kép trong những đoạn trích sau dùng để làm gì a à, thánh găng đi có một phương châm ngoặt kép chinh phục được mọi người ai cũng cho là khó nhưng tạo được tình thương lòng nhân đạo sự thông cảm giữa con người với con người lại càng khó hơn đóng ngoặc kép theo lâm ngữ đường, tinh hoa xử thế. B. Nhìn từ xa, cầu Long Biên như một dải lụa uốn lượn vắt ngang sông Hồng, nhưng thực ra ngoặc kép, dải lụa đóng hoặc kép ấy nặng tới 17.000 tấn. Thúy Lan, cầu Long Biên chứng nhân lịch sử. C. Tre với người như thế đã mấy nghìn năm, một thế kỷ hoặc kép văn minh đóng hoặc kép mở ngoặt kép khai hóa đóng hoặc kép của thực dân cũng không làm cho ra được một tất sắc tre vẫn phải còn vất vả mãi với người thép mới cây tre việt nam d hàng loạt vở kịch như mở ngoặt kép tay người đàn bà đóng hoặc kép mở ngoặt giác ngộ đóng ngoặc kép mở ngoặc kép bên kia sông đuống đóng ngoặc kép ra đời ngữ văn 7 tập 2 ghi nhớ dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu từ ngữ câu đoạn dẫn trực tiếp đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt hay có hàm ý mỉa mai đánh dấu tên tác phẩm tờ báo tập sang được dẫn hai la mã luyện tập một giải thích công dụng của dấu ngoặt kép trong những đoạn trích sau a à, nó cứ làm in như nó trách tôi nó kêu ư ử nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng mở ngoặt kép a à, lão già tệ lắm tôi ăn ở với lão như thế nào mà lão xử với tôi như thế này à Đóng ngoặt kép nam cao lão hạt b kết cục anh chàng mở ngoặc kép hậu cận ông lý Đóng ngoặc kép yếu hơn chị chàng con mọn hắn bị chị này túm tóc lẫn cho một cái ngã nhào ra thềm ngô tất tố tắt đèn c hai tiếng mở ngoặt kép em bé đóng hoạt kép mà cô tôi ngân dài ra thật ngọt, thật rõ. Quả nhiên đã xoắn chặt lấy tâm can tôi, như ý cô tôi muốn. Nguyên Hồng, những ngày thơ ấu D. Trước năm 1914, họ chỉ là những tên da đen bẩn thiểu. Những tên, mẫu hoặc kép, an nam mít, đúng hoặc kép, bẩn thiểu. Giỏi lắm thì cũng chỉ biết kéo xe tay, và ăn đòn của các quan cai trị nhà ta. Ấy thế mà, cuộc chiến tranh vui tươi vừa bùng nổ, thì lập tức họ biến thành những đứa, mong hoặc kép, con yêu, đóng hoặc kép, những người, mở hoặc kép, bạn hiền, đóng hoặc kép, của các quan cai trị phụ mẫu, nhân hậu, thậm chí của cả các quan toàn quyền lớn, toàn quyền bé nữa. Đùng một cái, họ, những người bản xứ Được phong cho cái danh hiệu tối cao là Mẫu hoặc kép Chiến sĩ bảo vệ công lý và tự do Đống hoặc kép Nguyễn Ái Quốc Thuế máu E Nguyễn Du đã thuật lại cảnh Hồ Tôn Hiến nghe đàn Nghe càng đắm Ngắm càng say Lạ cho mặt sắc cũng ngay vì tình Cái thứ Mẫu hoặc kép mặt sắc, đóng ngoặc kép, mà, mở ngoặc kép, ngây vì tình, đóng ngoặc kép, ấy quả không lấy gì làm đẹp. Hoài Thanh, trong tập nghị luận và phê bình văn học tập 1 2. Hãy đặt dấu hai chấm và dấu ngoặc kép vào chỗ thích hợp, có điều chỉnh chữ viết hoa trong trường hợp cần thiết. Trong những đoạn trích sau, và giải thích lý do a biển vừa treo lên có người qua đường xem cười bảo nhà này xưa quen bán cá ương hay sao mà bây giờ phải đề biển là cá tươi nhà hàng nghe nói bỏ ngay chữ tươi đi theo treo biển b nó nhập tâm lời dạy của chú tiếng lê cháu hãy vẽ cái gì thân thuộc nhất với cháu theo tạ duy anh bức tranh của em gái tôi c lão hạt ơi lão hãy yên lòng mà nhắm mắt lão đừng lo lắng gì cho cái vườn của lão tôi sẽ cố giữ gìn cho lão đến khi con trai lão về tôi sẽ trao lại cho hắn và bảo hắn đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã cố để lại cho anh trọn vẹn cụ thà chết chứ không chịu bán đi một sào theo nam cao lão hạt ba vì sao hai câu sau đây có ý nghĩa giống nhau mà dùng những dấu câu khác nhau a à, chủ tịch hồ chí minh nói mẫu ngoặc kép tôi chỉ có một sự ham muốn ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập dân ta được hoàn toàn tự do Đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Đóng hoặc kép. B. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, người chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do. Đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. 4. Viết một đoạn văn thuyết binh ngắn có dùng dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm và dấu ngoặc kép. Giải thích công dụng của các loại dấu câu này trong đoạn văn đó. 5. Tìm những trường hợp có sử dụng dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm và dấu ngoặc kép trong một bài học ở sách giáo khoa Ngữ văn 8, tập 1 và giải thích công dụng của chúng.